Từ ngày 16 tháng 4 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trên 4 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 295 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực miền Trung còn thực hiện hỗ trợ 217 cơ sở y tế, khách sạn được dùng để cách ly khám bệnh tập trung, bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm COVID-19 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Theo tính toán, dự kiến trong thời gian hỗ trợ 3 tháng, Tổng công ty Điện lực miền Trung giảm giá điện, giảm tiền điện khoảng gần 1.087 tỷ đồng trên tổng số khoảng 11.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho doanh nghiệp và người dân trên cả nước.